Tiếp đến là các bạn hãy chọn nhân vật thì ở trong bao phiên bản base bản chưa có bản mở rộng thì các bạn sẽ có 6 nhân vật. Đó là Lisa, Master Thorne, một ông pháp sư người, Eldermock, một ông pháp sư Orc, Lauren of the Bloodwood, một con El, Lost Houghton, một ông warrior người, Kobin, một thằng người lùn. Và đấy là 6 nhân vật của các bạn. Các bạn có thể chọn Uh, random chọn ngẫu nhiên hoặc là chọn theo ý thích rồi mình sẽ chọn ngẫu nhiên uh, mình sẽ không nhìn đây mình sẽ chọn được hai nhân vật thứ nhất là con elf Lauren of the Bloodwood thứ hai là một chiến binh hình như cũng là elf uh, Lisa uhm. nửa người nửa catty tức là người nửa người nửa mèo không phải là elf thì những nhân vật còn lại mình sẽ bỏ lại vào trong hộp thì à, mỗi nhân vật này, mỗi lá nhân vật này sẽ có hai mặt. Một mặt đó là các cái chỉ số mà ban đầu mà các bạn cần khi mà thiết lập trò chơi, khi mà thiết lập bàn chơi. Thứ hai, mặt thứ hai là các cái chỉ số mà các bạn sẽ cần và các cái kỹ năng các bạn sẽ cần khi mà trong quá trình chơi. như Vậy ban đầu các bạn quan tâm đến cái mặt mà mặt thứ nhất này trước, mà để thiết lập setup chơi. À, bây giờ mình sẽ để hai nhân vật này ở đây. Mình sẽ, à, mình sẽ điều chỉnh cái màn chơi một chút, đẩy lên để lấy chỗ về cho nhân vật. Xem nào. À, đúng rồi mình sẽ move, mình sẽ bỏ hết tất cả những cái tài nguyên này sang bên này cho nó gọn. Sang bên này. Đây. Rồi. Nào, vua rồng, vua rồng sang bên này đi. Vua rồng sang bên này đi. như vậy à, gần mình thì mình dễ lấy cái hộp này lát nữa sẽ cất mình để, để tạm ra đây à, hai nhân vật của mình thì thứ nhất à, mỗi nhân vật sẽ có số lượng vàng bắt đầu đây là cái biểu tượng vàng Nên cái số chỉ số đầu tiên ở cái hàng bên tay phải của nhân vật thì là lauren sẽ có hai vàng mức ban đầu thì các bạn hãy lấy hai vàng cho nhân vật của của nhân vật lauren sẽ có hai vàng còn Lisa có một vàng, Lisa có một vàng. Các bạn hãy để trên cái lá bài nhân vật. Tiếp đến thì uh, các bạn hãy lấy mỗi nhân vật sẽ có mà uh, ba cái token gọi là các cái các cái kỹ năng của nhân vật thì nó có in hình của nhân vật ở trên những cái token đấy. Các bạn hãy tìm những cái token vậy như vậy. OK mình đã tìm được những token kỹ năng của Lauren. Mỗi nhân vật, mỗi hero đều có ba token kỹ năng và đây là ba token kỹ năng của Lauren bởi vì là nó có in cái artwork, cái hình của cô ta ở trên những cái token này. Đây, như các bạn thấy. Và các bạn hãy lấy tìm những cái token này và để ở cạnh cô ta. Bây giờ mình sẽ để ba cái token này sang bên phải thấy phải đi. Còn đây là những token của Lisa. Nó có in cái hình của cô ta ở trên những cái token này. Mình sẽ để. Ok. Tiếp đến thì ở phía dưới của dưới cùng góc dưới cùng bên tay phải sẽ có một cái biểu tượng. Đây là cái địa điểm xuất phát của mỗi nhân vật chẳng hạn như là đây lauren xuất phát ở một cái thị trấn còn lisa biểu tượng xuất phát là một cái đền thờ ngoài ra còn một loại địa hình nữa à, đó là các cái pháo đài thì các bạn hãy tìm ở trên bản đồ những cái biểu tượng tương ứng với cái biểu tượng ở góc dưới bên phải của nhân vật và mỗi cái loại địa hình này chẳng hạn như cái thị trấn thì trên bản đồ có nhiều thị trấn có nhiều các cái pháo đài cũng như là có nhiều các cái đền thờ thì các bạn sẽ chọn nơi xuất phát của là theo ý thích của mình miễn đó là một uh, miệng đó là phải đúng với cái biểu tượng của trên là bài nhân vật mình sẽ zoom vào cái bản đồ cho các bạn nhìn thấy chẳng hạn như đây là một biểu tượng uh, pháo đài mình uh, hai nhân vật của mình không ai xuất phát ở pháo đài cả nhưng mà mình hai nhân vật của mình có lauren xuất phát ở một cái uh, thị trấn đây là cái biểu tượng thị trấn đây là thị trấn uh, Bray, vào Ngoài ra còn có rất nhiều những cái thị trấn khác. Chẳng hạn như là đây là Market Town, à, cũng là một thị trấn. Ở trên này có hai thị trấn ở cạnh nhau. Mình có thể chọn theo ý thích. Tương tự như vậy với các cái đền thờ cũng như là các cái pháo đài có nhiều đền thờ, và pháo đài mà mình có thể lựa chọn. Thì các bạn hãy chọn, hãy lấy cái tượng của nhân vật mỗi nhân vật ở trong bao sẽ được đại diện với một cái tượng. Đây là tượng của nhân vật Lauren, the Lauren ở Bloodwood. Còn đây là tượng của nhân vật Lisa. Thì trước khi tiếp tục setup thì mình có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ thế này. Tượng của nhân vật ở trong Runewall thì rất đẹp, rất là chi tiết và hơn nữa nó lại chưa được tô màu thì đối với những bạn nào mà thích chơi mô hình ý, và các bạn thích tô tượng ấy thì các bạn thì thì cái trò này rất là hay các bạn có thể tô tượng nhân vật của mình theo ý thích mình không tô ở đây bởi vì là mình không khéo tay lắm với cả mình cũng hơi lười ngoài ra đó là khi mình mua cái bộ này về ba trong số 6 nhân vật của mình có tượng bị vỡ và Lisa là một trong những cái nhân vật bị vỡ nặng nhất bị vỡ thành bốn mảnh mình rất là bực lúc đó và mình muốn trả lại game ngay lập tức tuy nhiên là sau một lần chơi thử thì mình thấy hay quá và mình nếu trả lại thì mình cũng sẽ mua lại một cái bản khác thôi mình thấy lười thế nên mình đã dùng keo để gán các cái tượng nhân vật này lại rồi ở đây lisa cũng đã được gán lại rồi nhưng các bạn sẽ khó thấy các cái mối gán ở trên máy quay nhưng mà mình chia sẻ điều đó để các bạn biết rằng là những cái tượng này tuy nó đẹp và chi tiết nhưng mà nó rất là dễ vỡ cho nên các bạn phải cẩn thận trong quá trình chơi và trong quá trình bảo quản không thì sẽ rất là đáng tiếc đó là lan man chia sẻ của mình. Sau đó tiếp tiếp đến quay lại với game thì các bạn hãy đặt tượng của từng nhân vật này lên cái địa điểm uh, địa điểm tương ứng. Chẳng hạn như Lisa sẽ uh, bắt đầu một cái đền thờ, mình sẽ chọn một cái đền thờ nào đó trên bản đồ. Thì ở trên này đây có một cái uh, một cái ô với biểu tượng đền thờ, mình sẽ để cho uh, Lisa bắt đầu ở đấy. Còn uh, Lauren sẽ bắt đầu ở một cái thị trấn Mình sẽ để cho hai nhân vật bắt đầu ở hai đầu cực của bản đồ luôn Đây, Lauren sẽ bắt đầu ở thị trấn Brightville Và cuối cùng, đấy là sau khi đã có các cái token kỹ năng bắt đầu với cả vàng Thì cuối cùng là mỗi nhân vật sẽ giúp cho mình các cái lá bài kỹ năng thì những lá bài kỹ năng là những cái lá bài như thế này nó có kích cỡ nhỏ hơn những lá bài uh, adventure. Đây như các bạn thấy. Đây là lá bài adventure còn đây là các bài kỹ năng. Và mặt sau của nó có một hình tam giác vàng ở trên nền đỏ. Thì ở mặt trước thì là các cái kỹ năng mà các bạn có thể dùng, có rất nhiều các kỹ năng. Mình sẽ mô tả nó sau. Um, thì các bạn hãy xáo cái tập bài này lên. Và để ra một góc mình sẽ để ra góc nào đây mình sẽ để ra đây sau đó các bạn rút số lá bài kỹ năng bằng với cả cái số ở trên lá bài nhân vật số cạnh cái lá bài này cái số ở giữa ở trên cái hàng bên tay phải cái cột bên tay phải như lauren sẽ có bốn lá bài kỹ năng mình sẽ rút bốn lá này và và bốn đây là bốn lá bài kỹ năng thì mình sẽ đặt ở phía bên tay trái của Lauren mình sẽ tạm thời để cái hộp này lên đây dịch sang Lauren hẳn sang hẳn sang bên tay phải đi. các cái tài nguyên thì để sang bên tay trái riêng các lá bài kỹ năng còn uh, Lisa thì chỉ được rút ba lá Lisa sẽ rút ba lá một hai ba mình sẽ để ở bên tay trái của Lisa. Việc cuối cùng của việc setup nhân vật, đấy là những cái setup đặc biệt cho từng nhân vật. Chẳng hạn như của Lisa đây, như các bạn thấy, ở phía dưới những cái dòng cốt truyện này thì có một cái dòng gọi là dòng setup. Ở đây cô ta được nhận một trophy combat ngay từ ban đầu. À, thì mình sẽ giải thích cái trophy là gì sau trong cái phần giải thích luật chơi sau khi mình đã setup đầy đủ bàn chơi đầy đủ cái màn chơi này à, bây giờ nếu mình giải thích trong lúc setup này thì nó sẽ hơi bị dối các bạn hãy cứ tạm thời làm cho mình hướng dẫn chịu khó chờ một chút nha thì các bạn hãy lấy bây giờ các bạn hãy lấy một cái lá bài adventure một cái dạng combat và để xuống phía dưới của để xuống bên cạnh nhân vật à không phải để xuống dưới mình sẽ chuyển hết tất cả những cái tài nguyên sử dụng này sang bên tay phải đi đây là những cái tài nguyên có thể sử dụng được của nhân vật và những cái lá bài kỹ năng mà mình vừa rút thì mình sẽ để bên tay trái ý, bởi vì những cái lá bài đó là những lá bài để nhân vật có thể học được bây giờ nhân vật chưa học được nên chưa dùng được khi nào học được những cái kỹ năng đó thì nhân vật mình sẽ chuyển những cái kỹ năng đó sang bên tay phải mình làm như vậy là bởi vì là nếu trong khi các bạn chơi nhiều người thì thực ra là mỗi người điều khiển một nhân vật thì là những cái lá bài mà các bạn chỉ là những cái kỹ năng chưa học thì các bạn phải cầm trên tay và khi nào học rồi thì các bạn sẽ để xuống phía dưới trước mặt mình phía dưới cạnh nhân vật và bây giờ mình đang quay giờ không thể cầm trên tay được nên mình sẽ để những lá bài mà chưa học sang bên tay trái và khi nào học được rồi nó trở thành những cái tài nguyên có thể sử dụng được thì mình sẽ khi lúc đó nó sẽ được chuyển sang bên tay phải quý ước như vậy nha những lá chưa dùng thì để bên tay trái và khi nào dùng được rồi thì sẽ chuyển sang bên tay phải đó là setup ban đầu của Lisa và tiếp theo là setup ban đầu của Lauren cô ta được phép lấy hai cái xúc sắc Terrace và tung nó xúc sắc Terrace có nghĩa là xúc sắc địa hình thì trong nguyên bao có 5 cái xúc sắc địa hình những cái xúc sắc địa hình này khi các bạn mới mua về chúng nó đều là xúc sắc trơn cả chưa có gì trên mặt và những cái uh, địa hình này nó đều được thể hiện nó nếu nó đều là những cái sticker những cái miếng dán nó phải bóc ra và dán lên từng cái xúc sắc này một chứ nó không phải là những cái hình mà được in lên trên xúc sắc. Ừ, cái điều đấy mình không thích lắm. Khá là khó chịu, mình không hiểu tại sao lại phải làm như thế. Thứ nữa thì mỗi cái mặt của cái xúc sắc này sẽ thể hiện một hoặc nhiều loại địa hình. Chẳng hạn như đây là một cái đồng cỏ, một cái bình nguyên. Đây là đồng cỏ bình nguyên và đồi, đồi. Đây là núi và biển. Đây là rừng và đồi, vân vân. Thì mình sẽ giải thích kỹ hơn trong khi giải thích về luật uh, chơi. Còn bây giờ mình sẽ giải thích qua, đó là khi đại loại là khi các bạn tung những cái xúc xắc này và được một loại địa hình nào đó, nếu các bạn muốn thì có thể dùng cái dùng cái xúc xắc đấy làm tài nguyên để di chuyển lên trên cái ô địa hình tương ứng với cả cái xúc sắc mà các bạn vừa tung chẳng hạn như là nếu mình muốn đi lên trên một ô và có địa hình rừng thì mình phải dùng một cái xúc sắc tung xúc sắc sao cho nó ra được cái địa hình rừng như ở đây cho nó dùng cái xúc sắc đấy để di chuyển lên trên cái ô rừng ở đây theo như setup ban đầu của nhân vật uh, Lauren thì cô ta được phép tung hai địa hình hai cái xúc sắc địa hình và có thể dùng nó để di chuyển ngay trước khi bắt đầu trò chơi bây giờ mình sẽ lấy hai cái xúc sắc à có một cái mặt loại mặt nữa đó là cái mặt có hình, có màu vàng à, và hình cái lá bàn như thế này thì cái loại xúc sắc này thì cho phép các bạn di chuyển đến bất cứ loại địa hình nào mà các bạn muốn nó gọi là cái mặt ngoài cảng đấy bây giờ mình sẽ tung hai cái xúc sắc để setup cho nhân vật lauren thì mình tung được hai cái mặt như thế này đó là địa hình đồng cỏ và đồng cỏ hoặc là đồi núi thì ở đây mình có thể dùng hai cái xúc sắc đó đầu tiên mình muốn mình sẽ di chuyển Lauren đến gần cái thành phố ở đây thì mình có thể dùng cái xúc sắc này để đi lên ô này đó tiếp theo là mình có thể dùng cái xúc sắc nửa đồi núi nửa đồng cỏ này để đi lên tiếp cái ô đồng cỏ này ở đây như vậy là ban đầu Loren chưa gì đã đi được hai bước như thế rồi những cái năm cái xúc sắc này mình sẽ dùng rất nhiều ở trong game nên mình sẽ đặt ở bên tay phải cạnh ngay gần bên tay phải mình đây và sau khi các bạn đã setup mà xong hết tất cả uh, các cái điều cần phải làm cho nhân vật thì các bạn hãy lật ngược cái nhân vật để lại vì uh, đây mới là mặt các bạn dùng khi trong khi chơi mình sẽ nói qua một chút về cái mặt này ở phía giữa của nhân của mặt nó là các cái chữ mô tả phần text phần chữ mô tả các cái kỹ năng của nhân vật phía bên tay phải đó là các cái chỉ số về uh, speed đầu tiên là speed tức là số xúc sắc mà các bạn có thể dùng khi di chuyển nhân vật uh, thứ chỉ số thứ hai đó là máu của nhân vật chỉ số thứ ba đó là uh, giới hạn những lá bài mà các bạn uh, có trong cái khu mà chưa học của nhân vật chưa học kỹ năng của nhân vật tức là ở cái khu bên tay trái khu hoặc là trên tay của các bạn cái phần mà là bài kỹ năng mà các bạn chưa học ạ thì các bạn tối đa là có bốn lá không thể có nhiều hơn tiếp đến nó là các cái chỉ số về mặt à, sức mạnh về à, màu vàng này là gì nhỉ màu vàng mình chả nhớ là gì màu xanh này mình nhớ là intelligence tức là trí tuệ thì mình xem trong cái quyển hướng dẫn xem nó bảo màu vàng đại diện cho cái gì màu vàng màu vàng đại diện cho Mind à, màu vàng mới là kiểu à, không phải strength mà là body màu đỏ là body màu vàng là Mind, màu xanh là spirit body thì như kiểu là sức mạnh Mind là ý chí còn spirit là linh hồn đó mình lại nhớ nhầm ok không sao à, mình đã giải thích được cho là được rồi Thế tiếp đến nhân vật Lisa, mình cũng sẽ lật ngược lại. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc phần setup cho nhân vật. Tiếp đến thì các bạn hãy lấy cái token thời gian. Đó là cái token mà có cái biểu tượng hình cái đồng hồ cát ở cả hai mặt. Một mặt số 1 và một mặt số 2. Thì các bạn hãy để cái mặt số 1 này à, lên trên góc trên này. Ở cái thanh ở bên tay trái của bản đồ ở vị trí trên cùng đấy là lượt 1 của của trò chơi tiếp đến là ở trên thế giới trong thế giới của Runebound sẽ có bốn thành thuộc phố lớn mà các bạn có thể đến để gọi là trao đổi buôn bán và cái thị trường của bốn cái thành phố lớn đấy được thể hiện ở bên, bên tay phải của cái bản đồ ở bốn cái vùng này đây và các bạn sẽ phải thiết lập cái khu chợ của bốn cái thành phố đấy bằng cách lấy cái tập bài equipment tức là à nó gọi là cột bài asset mình gọi là tập bài gì uh, nhỉ tập bài uh, equipment uh, mình quên xứ rồi nhụ khoát đi thôi à, tập bài trang bị đúng rồi thì các bạn hãy xáo lên và hãy chia mỗi cái thị trường này ba lá bài và đặt sang đó, cái khu chợ này mỗi cái khu chợ cái thị trường này các bạn hãy chia ba là bài nó sẽ đại diện cho những cái món đồ mà các bạn có thể mua được khi đến những cái thành phố này khi vào chợ ở những cái thành phố này một hai ba như vậy là mình đã tạo ra được thị trường của bốn cái khu chợ và những lá bài còn lại mà các bạn chưa chia thì các bạn hãy để sang bên cạnh tiếp đến là như vậy là các bạn đã set up gần xong được cái ván run bao này rồi à, cuối cùng thì các bạn hãy lấy những cái token còn lại đây là những cái token gọi là những cái token uh, asset tức là những cái token trang bị gắn liền với những lá bài trang bị thì các bạn hãy lấy để là một góc những cái token trang bị này có đặc điểm là chúng nó thường sẽ có hai mặt à, có hai phần À, trắng và một phần có màu Ngoài ra có phần một cái đặc điểm dễ nhận thấy nhất đó là chúng nó sẽ có một cái mã số Chẳng hạn như các bạn có thể thấy đây là C01 Ở đây mình có nữa là A02 Những cái mã số này sẽ tương ứng với những cái mã số Ở trên uh, những cái lá bài ừ, Trang bị này Chẳng hạn như là mình, xem nào. mình sẽ lấy một cái Trang bị có mã số dễ nhìn Ở đây Chẳng hạn như C12 thì các bạn có thể lấy những cái trong Token có số C12 chẳng hạn. Ví dụ như thế thì đây là những cái Token trang bị Các bạn cứ để những cái Token đấy cũng ở bên cạnh này để dễ lấy Tiếp đến những cái Token Store Request, những cái Token uh, uh, nhiệm vụ cũng để ở bên cạnh cho nó dễ lấy Một cái uh, Token uh, của chùm mình nghĩ mình cũng để luôn ở đây những cái token à, đối phương như token đối phương này thì mình sẽ để ở bên tay trái này cho nó tách rời ra như vậy là các bạn đã setup thiết lập xong một ván bao <laughs>